Mỗi lần đến với Vịnh Hạ Long, mọi du khách đều muốn trải nghiệm cảm giác ngồi du thuyền ngắm cảnh. Lần này, Wanderlust Tips sẽ cùng Hoa hậu Tiểu Vy giới thiệu một góc nhìn mới về Vịnh Hạ Long trên chuyến thủy phi cơ nhé! Ngay khi đến với Vịnh Hạ Long, hành khách sẽ có mặt tại biệt thự T7, khu đô thị cảng Tuần Châu để được nhân viên đón tiếp, làm thủ tục trước khi bay thủy phi cơ. Để trải nghiệm thủy phi cơ độc đáo, du khách sẽ phải chi trả 2.153.000 đồng một người cho một lần bay tham quan. Tuy nhiên, hãng hàng không Hải Âu đang có ưu đãi đặc biệt với khách Việt Nam khi giá vé chỉ có 1.500.000 đồng, kéo dài từ mùng 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2021. Lưu ý, trong mỗi chuyến bay, hành khách cần mang theo hộ chiếu đối với du khách nước ngoài hoặc chứng minh nhân dân đối với du khách Việt Nam. Chuyến bay thủy phi cơ kéo dài trong 25 phút sẽ đưa hành khách chiêm ngưỡng những thắng cảnh ngoạn mục nhất của Vịnh Hạ Long như đảo Đầu Bê, đảo Cấm Đỏ hay đảo Bồ Hòn tuyệt đẹp. Chuyến bay thủy phi cơ khiến mọi người nhớ như in cảm giác hồi hộp khi thủy phi cơ lướt trên mặt nước, bay lên không trung và không ngừng nuối tiếc khi dần hạ cánh, bỏ lại Vịnh Hạ Long tráng lệ phía sau.